Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình chia sẻ clip xẻ dán nha. Hôm nay anh Hiếu xẻ dán để làm cái sàn nha mọi người. Mà anh thấy lông kè này nó cũng hết hồn quá. Không bị chảng dài sọc thế này con khúc mà. Qua lội vớt lên một đống dán ngoài rồi. Chăn cừa nào nữa? Cừa đợt trước. Vì đủ dán làm luôn hả? Dữ luôn. Quá ngon rồi, dán quá đã rồi. Lâu quá không có thấy cái máy cưa lưu động nha mọi người. Em quay cái máy cưa xẻ dán lưu động cho mọi người xem ha. Thì cũng hiếm lắm à. Đó. Nên thiếu túp liệu lý tưởng, sửa lại cái túp liệu lý tưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thái Hàm Hiếu ông có mua mồi sẵn chưa? Thái Hàm Hiếu mua mồi sẵn chưa? Nói hả? Tiếp tục. Phụ chuyện lên, nắng không? À, tấm này đã quá. Chống cửa đỏ quá. Hai tấm nữa, ba tấm nữa à?
20 tấm đó. Dữ vậy chứ. Dạ là dán nhiều dữ rồi. Rồi đó là bìa luôn hả? Nó quay mình đã chị Thành luôn rồi. Ừ. Mai mốt hoàng đại được lên TV rồi nè. Ủa vậy là hết xẻ đựng nữa đó hả? Ngay chỗ này nó hay ha. Rồi mấy anh này sáng nay anh hoàn thành được công việc rồi đó. Ai có gỗ nữa đem đây anh xẻ luôn nha bà con. Rồi để đẩy chân đi rồi đẩy chắc vô đi rồi về bữa này tới bắt cầu. Rồi vậy đi. Chuyện gì lấy hai cái dừa xuống chặt uống hơi lên tả đúng luôn uống nước bình anh đẩy. Rồi lên nghỉ uống nước anh thợ ơi. Rồi mấy ông thợ này cũng sáng ngày cũng là làm được hai khúc gỗ đó các bạn, con lành đó. Rồi lên, thôi cưa gỗ xong rồi nha các bạn.